Hello các bác nhá. Hiện tại là cũng khá là muộn rồi. Hôm nay bên em có mặt tại tòa nhà Villa Collect 1 có địa chỉ là ở 289 Khuất Duy Tiến. Hôm nay bên em đến đây để bàn giao cho anh Hải một bộ dàn karaoke với tổng trị giá rơi khoảng tầm độ hơn 40 triệu các bác nhá. Hiện tại là cũng khá là muộn rồi. Phía trước các bác đây là một cái dàn loa bên em lắp cho anh Hải, gồm có một cái dàn loa đó là JBL 6012. 6012 các bác nhá. Phía xa kia thì bên em là lắp đặt cho anh là một con súp điện của hãng DB Acoustic, có mã là DBLXS32. Đây, em để rất là gọn gàng ở phía trong này. Còn tủ máy thì bên em tư vấn cho anh gồm có một bộ mic không dây DB Acoustic K6000. Phía dưới là một con vang số rất là phổ thông rồi, đúng các bác, S700 Plus. Và một con đẩy 2 kênh của mã là B2008 các bác nhé. Còn ở phía dưới đây là một con quản lý nguồn nữa, cũng là của hãng DB Acoustic P9 Pro, để bảo vệ bộ dàn cho bác chủ là bật tắt cho tiện, chỉ cần một nút thôi các bác. Đây là không gian nhà bác. Nhà bác thì cũng có một bộ nghe nhạc nữa. Đây, các bác có thể xem. Toàn là đĩa các bác nhé. Đấy, bác nào có thích đĩa nào không thì em xin cho cái nhỉ. Đây, cả một rất là nhiều đĩa nghe nhạc. Ok, bây giờ thì em xin mời các bác nhé, cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm bộ dàn. Hiện tại cũng khá là muộn ở chung cư nên là em cũng không test được nhiều. Thank you.